Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây sam núi bông nha, cây form thiên nhiên. Cây này thì cũng có vô dây cũng được một nước rồi, định hình được nước đầu rồi nha. Rồi cây này cây khai thác cốt cũng khá là to. Cây này có mã số là 301 nha, 301. Cái hòn gốc ở đây đo được là 14 nha, 14. Cây cao là 50. Đang nằm cái chậu men lọt lòng là 23. Chậu men lọt lòng 23 nha. Rồi, cây này nhà vườn giao lưu nhanh luôn. 1 triệu tư bao ship nha. 1 triệu tư bao ship. Cái này thì cái chậu này thì nhà vườn gửi luôn chậu nha. 1 triệu tư bao ship, gửi luôn chậu luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. 1 triệu tư bao ship, gửi luôn chậu nha. Chậu này chậu men, cái này thì chậu này mình cũng nuôi tạm rồi thôi. Chứ cũng cũng chưa hẳn là cái chậu cố định nha. Rồi mình sẽ review cận cảnh lại cho mình tham khảo luôn. Đây, cốt cũng khá là to nha. Sam núi bông 1 triệu tư bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn nha.